Tân Cổ nấu bánh đêm xuân. Thôi mời tất cả các chị em cùng lắng nghe nhé. Cô Hai ơi, bánh tét bánh chân gì của cô chín chưa vậy cô Hai ơi? Chưa, còn anh ba chịu bộ lực gì mà tối mù rồi mà vẫn chưa bao vậy. Thank you.
Vậy là